Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Tiến. Tiến xin kính chúc mọi người có một ngày tràn đầy năng lượng và niềm vui. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng nhất. Thì hôm nay Tiến sẽ giới thiệu với mọi người cách cái khâu chuẩn bị trước khi xuống giống cho một cái vụ mới mà trước đó chúng ta dẫn trồng một cái vụ bắp. Thì sau khi mà chúng ta đã thu hoạch trái xong thì chúng ta sẽ bán được cây đó. Thì những cái thân trên của cây đôi khi người ta chặt tới gốc, đôi khi người ta chạy chặt một phần thôi, và chúng ta tận dụng lại cái phần gốc của cây bắp để chúng ta đậy lên cái bề mặt liếp cho nó hạn chế cỏ của chúng ta. Thì sau khi mà công đoàn mà chúng ta bán bắp đó, người ta đã chặt bắp xong thì còn lại một cái phần ở phía dưới, đó là phần gốc của bắp đó, cũng phải khá là cao. Thì chúng ta sẽ chặt bỏ những cái khúc gốc này, chúng ta đậy lên bề mặt liếp để chúng ta đậy, che đậy cỏ một phần thôi đó. Thì sau khi mà chúng ta thu hoạch bắp xong như thế này, chúng ta chặt gốc, chúng ta đậy lên bề mặt liếp, thì cỡ khoảng 1 tuần cho đến 2 tuần thì chúng ta có thể xuống giống lại một cái vụ tiếp theo trên cùng một cái nền đất. Nhưng sau qua vụ thứ 2, thứ 3 thì chúng ta sẽ lưu ý như thế này. Cái vụ trước thì chúng ta tỉa hạt ở lỗ thứ nhất, thứ ba. Thì vụ tiếp theo kế cận thì chúng ta sẽ tỉa hạt xen kẽ, tức là chúng ta sẽ tỉa lỗ thứ hai và thứ tư để tránh hiện tượng chúng ta tỉa trùng lại cái gốc cũ. Thì ở cái ruộng phía bên trái của chúng ta là cái ruộng đã chuẩn bị xong, tức là đã thu hoạch xong hết, đã cắt gốc và đẩy lên bề mặt liếp cỡ khoảng được 2 tuần. Thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta xuống lại một cái vụ mới. Còn đây là những cái nền bắp mà chúng ta vừa thu hoạch xong, thì chúng ta chặt những cái gốc này, chúng ta đậy lên bề mặt liếp để hạn chế cỏ cho vụ tiếp theo. Đây là cái ruộng bắp đã thu hoạch được 2 tuần. Thì trước khi mà chúng ta sẽ tỉa hạt thì chúng ta sẽ tưới nước thật là ẩm trước 1 đến 2 ngày để cho cái nền đất của chúng ta nó hút nước được tốt hơn, nó thấm nước, nó thấm ướt, nó thấm cái độ ẩm vào cái bề mặt phía dưới của nền đất luôn đó. Thì chúng ta sẽ tưới ẩm cỡ khoảng đến từ 1 đến 2 ngày trước khi mà chúng ta xuống giống, để cho cái nền đất nó hút ẩm được tốt với giữ ẩm được cao, thì chúng ta xuống hạt nó được tỷ lệ nảy mầm nó được cao hơn. Đây là cái nền đất mà sau khi mà chúng ta vừa thu hoạch cây bắp xong thì chúng ta bán cây cho một cái công đoàn mà nuôi bò đó, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chặt những cái cây bắp, tận dụng lại cái phần gốc của bắp. Còn lại thì chúng ta sẽ chặt những cái gốc này, chúng ta đậy lên bề mặt liếp để hạn chế một phần cỏ. Khi mà chúng ta thời gian mà chúng ta để cho đất nghỉ ngơi đó thì cỏ sẽ mọc, nhưng mà những cây này thì chúng ta sẽ đậy lên bề mặt để hạn chế cỏ. Thì trong cái thời gian này thì chúng ta sẽ phun thuốc ngừa nấm, diệt nấm bệnh, côn trùng cho những cái gốc bắp trên cái bề mặt liếp để diệt nấm gây hại cho cái vụ tiếp theo của chúng ta. Khi mà chúng ta xuống giống, chúng ta có thể sử dụng tinh voi hoặc là chúng ta có thể sử dụng đồng nano để sát khuẩn đó, thì tùy vào cái thuốc ở cửa hàng vật tư nông nghiệp mà chúng ta mua. Thì đây là toàn bộ cái khung cảnh mà chúng ta sau khi mà chúng ta thu hoạch xong, công đoàn vô chặt những cái cây mà chúng ta đã bán cho bò đó, thì sau đó những cái gốc bắp thì ta sẽ chặt xong, thì ta đẩy lên cái bề mặt liếp như thế này. Toàn bộ bề mặt liếp thì chúng ta sẽ để từ khoảng 1 tuần cho đến 2 tuần thì chúng ta có thể xuống giống trở lại. Thì khi đó cái gốc bắp nó đã mục rồi thì nó sẽ cung cấp thêm một cái phần phân hữu cơ để giúp cho cây bắp nó hấp thụ được tốt nữa. Một phần tiếp theo nữa là lưu ý với mọi người là khi mà chúng ta để những cái gốc bắp ở cái vụ trước để trồng những cây bắp ở vụ sau, thì chúng ta vừa chặt cây bắp này xuống xong, cỡ khoảng 1 đến 2 ngày sau thì chúng ta sẽ tiến hành phun thuốc ngừa nấm bệnh trên cái nền đất mà đã được phủ những cái gốc bắp ở trên cái nền mặt liếp của chúng ta. Thì chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy đó, những cái nấm bệnh của vụ trước nè, nó sẽ được tàn dư lại trên cái nền đất, trên những cái bề mặt, trên những cái thân cây như thế này ở cái vụ tiếp theo. Thì chúng ta lưu ý là trước khi xuống giống hoặc là sau khi mà chúng ta đã chặt gốc phủ lên
được có khoảng 2 ngày thì chúng ta tiến hành chúng ta phun ngừa cái thuốc ngừa nấm bệnh trên cái nền đất hoặc là trên cái những cái thân cây như thế này, để tránh hiện tượng là qua cái vụ tiếp theo thì cái bệnh nó sẽ được lây truyền lây nhiễm khá là cao đó. Thì theo cái phương cách xử lý như thế này thì trong vòng từ 1 tuần đến 2 tuần thì chúng ta có thể xuống giống được cái vụ tiếp theo rồi đó. Thì những cái ruộng bắp kế cận đó thì cái gốc bắp của chúng ta nó đã mục và nó đã phân hủy một phần, thì nó thứ nhất đó là nó giúp góp phần che đậy cỏ, thứ hai nữa là nó cũng đã mục rồi thì nó sẽ trở thành cái phân hữu cơ cho cái vụ tiếp theo, những cây bắp tiếp theo mà chúng ta trồng. Và lưu ý khi mà chúng ta trồng cái vụ thứ nhất ở lỗ 1, lỗ 3 thì chúng ta qua vụ tiếp theo thì chúng ta phải trồng xen kẽ ở lỗ thứ 2 và thứ 4, tránh hiện tượng chúng ta trồng trùng lên cái gốc ở vụ đầu tiên thì nó sẽ không có phát triển được tốt đó. Thì chúng ta chú ý nè, cái gốc bắp nè, lỗ thứ nhất, lỗ thứ 3 thì chúng ta sẽ trồng ở lỗ thứ 2 và lỗ thứ 4 đó, thì gốc bắp cũng đã bắt đầu mục sau từ 1 đến 2 tuần mà chúng ta xử lý cái thuốc ngừa nấm bệnh hoặc là thuốc sát khuẩn nano đồng hoặc là đồng sunfat phát đó. Thì mọi người có thể mua những cái loại thuốc có chung cái thành phần như thế, là chúng ta phun cỡ khoảng chặt cây xuống khoảng 2 ngày thì chúng ta phun đều hết tất cả các nền đất của chúng ta, nó sẽ mục như thế này. Và trước 1 đến 2 ngày mà cái ngày mà chúng ta đặt hạt hoặc chúng ta cấy cây con ra ngoài ruộng thì chúng ta tưới ẩm cái nền đất trước cỡ khoảng 1-2 ngày để cho nền đất của chúng ta hút ẩm được đều ở bên trên bề mặt cũng như là ở phía bên dưới cái lớp nền đất như thế này. Thì sau khi mà chúng ta tưới nước ẩm trước 1 ngày sau khi mà chúng ta xuống giống thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải phun ngừa thuốc cỏ chọn lọc, tức là chúng ta phun ngừa diệt mầm đó, phun diệt mầm trước 1 ngày trước khi mà chúng ta xuống giống. Thì cái loại thuốc ở đây Tiến khuyến cáo đó là thuốc Duan, thuốc cỏ Duan, thì ở cuối video Tiến sẽ quay cái chai Duan cho mọi người cùng nhau quan sát thấy. Còn ở đây là những cái gốc bắp mà chúng ta tận dụng lại, chúng ta đậy lên cái nền lép để thứ nhất hạn chế cỏ, và thứ hai nữa sau này nó đã mục rồi thì nó sẽ cung cấp thêm một cái lượng phân hữu cơ để giúp cho cái cây bắp hấp thụ và cũng như cải tạo đất được tốt hơn. Còn về cái thuốc cỏ chọn lọc là sao, trước cái ngày mà chúng ta xuống giống 1 ngày thì chúng ta mới phun. Đây là thuốc cỏ chọn lọc nên chúng ta phun trước 1 ngày và ngày hôm sau chúng ta xuống giống được là bình thường, không có ảnh hưởng tới cái rễ bắp cũng như là không ảnh hưởng tới cây con đó. Thì đây là chúng ta sau khi mà chúng ta tưới ẩm cái nền đất rồi nè, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta phun thuốc cỏ như thế này lên đều lên bề mặt của những cái mặt clip như thế này để giúp cho về sau này nó không có cỏ cạnh tranh chất dinh dưỡng đối với cây ngô cây bắp của chúng ta trong giai đoạn đầu. Thì đây là loại thuốc cỏ Tiến khuyến cáo sử dụng, nó an toàn hiệu quả, tức là chúng ta phun bữa trước bữa sau chúng ta có thể xuống giống, đó là thuốc cỏ Duan. Thì mọi người cùng nhau quan sát trên màn hình đây, đôi khi cái phát âm của Tiến thì nó khác, nó đây là cái tên thuốc và cũng như cái thành phần, thì mọi người có thể tìm mua các loại thuốc có chung thành phần hoạt chất là chúng ta có thể sử dụng được đó. Thì đây là một trong những cái công đoạn quan trọng nhất, quan trọng, rất là quan trọng, trước khi mà chúng ta xuống giống thì chúng ta phải xử lý đất, xử lý cỏ, xử lý nấm bệnh tàn dư của vụ trước. Thì Tiến xin kính chúc mọi người có một cái vụ mùa trúng giá, trúng mùa, bội thu và chiến thắng. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của Tiến để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo.